Xin chào các bác, đối với dòng tranh Ngọc Lửa Vùng Núi nó mang lại rất là nhiều ý nghĩa phong thủy cho cả không gian của các bác, nhất là bác nào mà đã treo tranh Ngọc Lửa Vùng Núi này rồi. Và nhưng nếu mà chúng ta có được cái tinh treo nó phù hợp nhất với cái dòng tranh Ngọc Lửa Vùng Núi này thì nó lại càng mang lại vẻ đẹp sang trọng xuất sắc, và nó còn mang lại rất là nhiều những cái lợi ích phong thủy cho các bác luôn nhé. Theo các chuyên gia phong thủy thì đối với dòng tranh Ngọc Lửa Vùng Núi này thì chúng ta nên treo ở những nơi như là phòng khách này, phòng làm việc này, hoặc các bác có thể treo ngay tại phòng ngủ của mình để mang lại rất là nhiều cái điều may mắn trong cuộc sống, công việc cũng như là trong cuộc sống gia đình. Và đối với các chuyên gia phong thủy thì các cái lông chim công này nó tượng trưng cho sự thuận hòa âm dương, nên chính vì vậy mà khi chúng ta treo những bức tranh chim công như thế này trong nhà thì nó sẽ mang lại sự hài hòa âm dương, hài hòa để mang lại những điều tốt đẹp nhất trong cái công việc sự nghiệp, trong nền thăng tiến này, và nó mang lại may mắn thuận lợi trong công việc. Và đặc biệt hơn nữa thì đối với dòng tranh này là đôi chim công là một trong những họa tiết tranh, nó còn mang lại ý nghĩa là sự viên mãn, hòa thuận trong cuộc sống hôn nhân gia đình. Các bác thể nhìn thấy trong cái bức tranh và bộ phận quý này thì không chỉ có mình đôi chim công được các nghệ nhân bên em khéo léo sắp xếp các bố cục cùng đôi, mà nó còn là sự kết hợp vô cùng tinh tế của bông hoa mộc đơn, bông hoa mai. Hoa mai và hoa mộc đơn luôn là hai loài hoa được xem là loài hoa may mắn và mang lại tài lộc và cũng như là phú quý cho cái dòng tranh hoặc đồ quý này. Với sự kết hợp giữa các đôi chim công và những bông hoa mai như thế này thì đây ắt hẳn là một trong những dòng tranh được các bác nên treo tại nơi đặc biệt trong không gian nhà mình. Và đây cũng chính là lý do mà sao Ngọc Lửa Vùng Núi được gọi là bức tranh của năm 2022. Bây giờ thì các bác sẽ cùng em đi cận cảnh một lần nữa về các cái họa tiết trên bức tranh này ạ. Mình thấy như ban đầu em nói thì sẽ là sự kết hợp bài trí giữa đôi chim công, thì tất cả những cái họa tiết trên tranh được làm là thúc đẩy hoàn toàn trên bề mặt của tấm đồng nha các bác. Tranh thì sẽ với tấm đồng, chất liệu là đồng đó, và sau đó thì họa tiết sẽ thúc nối lên trên bề mặt. Và thêm một điều đặc biệt cho dòng tranh Ngọc Lửa Vùng Núi này đó chính là sự mạ tam khí. Mạ tam khí ở đây chính là các họa tiết được chấm điểm bởi vàng bạc và kết hợp với chất liệu nguyên bản của đồng, đó chính là đồng đó. Họa tiết thì sẽ được thúc nối như ban đầu em nói này, sau đó thì mạ tam khí. Chính vì vậy mà nó tôn lên vẻ đẹp sang trọng, tôn lên các cái điểm nhấn đẹp nhất trên trong bức tranh này. Thì các bác có thể nhìn thấy thì ngoài những cái họa tiết đôi chim công đang đứng ở bên cạnh nhau theo từng đôi từng đàn, công là một loài chim tượng trưng cho sự trung tín, đặc biệt là trong suốt cuộc đời của đôi chim công chỉ có một bạn đời duy nhất thôi ạ. Đấy chính là lý do vì sao mà khi mà chúng ta treo cái bức tranh Ngọc Lửa Vùng Núi này tại không gian phòng ngủ, nó lại mang lại sự hòa thuận, sự gắn kết trong cuộc sống hôn nhân gia đình. Và kết hợp với đó là những bông hoa, hoa mai hay là hoa mẫu đơn được sắp xếp vô cùng khéo léo trên bức tranh. Hoa mẫu đơn các bác nhé, thì nó lại mang lại về tài lộc phú quý. Chính vì vậy mà khi các bác treo tại phòng khách này, phòng làm việc này thì nó luôn luôn mang lại rất là nhiều tài lộc và mang đầy đủ tất cả ý nghĩa phong thủy như lúc nãy em ban đầu em vừa chia sẻ với các bác. Và đây chính là dòng tranh Ngọc Lửa Vùng Núi với em sẽ có những kích thước cơ bản như là dài 2m3 rộng 1m2 này và 1m7 x 90. Và bức tranh này thì em đã làm theo kích thước yêu cầu của khách hàng em với kích thước là 2m35 x 1m26 tương ứng với chiều dài và chiều rộng nhé. Tranh thì được làm bằng gỗ sồi nha và có thiết kế hệ thống đèn led như thế này trong tranh cho các bác. Ngoài ra thì nếu mà các bác muốn thay khung khác thì các bác cũng có thể liên hệ với em và có thể nói tư vấn cụ thể hơn. Còn nếu mà các bác nào đang quan tâm tới dòng tranh Ngọc Lửa Vùng Núi này hay là những dòng tranh khác với em, có thể liên hệ trực tiếp với một số hotline Zalo 0397 0397. Bây giờ em sẽ